Mỹ đối diện nguy cơ cạn kiệt ngân sách. Mỹ xử tù doanh nhân xuất khẩu công nghệ chống tàu ngầm sang Trung Quốc. Taliban cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao. Tai nạn tàu thủy khiến nhiều người mất tích tại Ấn Độ. Triều Tiên bị tước quyền tham dự Olympic Bắc Kinh 2022. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin thế giới 24 giờ trên kênh YouTube VNews, truyền hình Thông tấn. Bản tin cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua, đặc biệt là về những vấn đề nóng hiện tại như tình hình bão côn sơn trên biển Đông, đại dịch Covid-19 hay tình hình Afghanistan. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng VNews đi vào những thông tin chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo, chính phủ nước này sẽ hết tiền vào tháng 10 năm 2021 trừ khi quốc hội có hành động cụ thể để nâng trần nợ công. Trong một lá thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Bộ trưởng Yellen cảnh báo rằng nếu mức trần nợ công không được nâng lên, chính phủ Mỹ sẽ không thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình lần đầu tiên trong lịch sử. Bức thư của bà Yellen cho hay, dựa trên những thông tin gần đây nhất của Bộ Tài chính Mỹ, kết quả có thể xảy ra nhất là các khoản tài trợ bằng tiền mặt và các biện pháp bất thường sẽ cạn kiệt trong tháng 10. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã đình chỉ giới hạn nợ vào năm 2019, song lệnh này chỉ kéo dài 2 năm và đã hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 7. Diễn biến đó đặt lại giới hạn nợ cho chính phủ Mỹ ở mức 28.000 tỷ đô la. Bộ Bộ Tài chính phải thực hiện các biện pháp bất thường để tiếp tục tài trợ cho các hoạt động của chính phủ mà không vi phạm giới hạn. Nợ và thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng vọt trong đại dịch COVID-19 sau khi Washington thông qua ba dự luật chi tiêu lớn nhằm giảm bớt thiệt hại do tác động kinh tế của dịch bệnh. Quốc hội hiện đang xem xét kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ đô la cũng như kế hoạch chi tiêu xã hội khổng lồ trị giá 3.500 tỷ đô la do chính quyền của Tổng thống Joe Biden đề xuất. Nếu được thông qua, cả hai gói trên để sẽ để chi tiêu công lên cao hơn nữa. Việc đưa giới hạn nợ không làm tăng chi tiêu mà chỉ đơn giản là cho phép Bộ Tài chính tài trợ cho các dự án đã được Quốc hội thông qua. Nếu không có động thái nâng trần nợ công, Mỹ có thể đối mặt với một vụ vỡ nợ chưa từng có đối với các khoản thanh toán. Một doanh nhân gốc Hoa ở Mỹ bị tuyên xử 2 năm tù giam ngày 8 tháng 9 sau khi thừa nhận xuất khẩu trái phép công nghệ được sử dụng trong tác chiến chống tàu ngầm sang Trung Quốc. Ông Suren Quinn bị thẩm phán Liên bang Mỹ Dennis Kapper ở thành phố Boston tuyên án như trên sau khi thừa nhận xuất khẩu trái phép, hydrophone, đầu thu sóng trong nước, có thể được sử dụng để theo dõi âm thanh dưới nước, theo Reuters. Ông Quinn, một nhà sinh học biển bị khởi tố vào năm 2018, giữa lúc Mỹ quan ngại về mối đe dọa an ninh quốc gia từ Trung Quốc. Ông Quinn lập công ty Link Ocean Technology ở Trung Quốc vào năm 2005 để cung cấp các thiết bị liên quan hải dương học cho các nhà khoa học trước khi sang Mỹ định cư cùng gia đình vào năm 2014, theo các luật sư biện hộ cho ông Quinn. Giữa công tố Mỹ phát hiện từ năm 2015 đến 2016, Ông Quy xuất khẩu hydrophone cho Đại học Bách khoa Tây Bắc, một viện nghiên cứu quân sự ở Trung Quốc, tham gia vào các dự án thiết bị không người lái dưới nước bằng cách lừa dối một nhà cung cấp Mỹ và không có giấy phép xuất khẩu. Ông Zahi Aba, đại sứ tại Tajikistan của chính phủ Afghanistan đã bị lật đổ cho biết, thủ lĩnh lực lượng chống Taliban ở Panjshir, Ahmad Samasu và cựu phó tổng thống Amrullah Saleh vẫn đang ở quốc gia Tây Nam Á và lực lượng này vẫn đang chiến đấu với Taliban. Ông Zahi Aba cho biết, ông vẫn thường xuyên liên lạc với cựu phó tổng thống Saleh trong khi các thủ lĩnh lực lượng chống Taliban hầu hết đều không thể liên lạc về lý do an ninh. Một nguồn tin ở Kabul cuối tuần trước cho biết tình hình ở Panjshir khá khó khăn và ông Saleh đã rời thung lũng đến Tajikistan. Tuy nhiên, ông Saleh sau đó tuyên bố thông tin ông rời khỏi Panjshir là hoàn toàn vô căn cứ và thừa nhận tình hình nguy cấp. Theo trang Guardian của Anh, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình SBS của Australia, giới quan chức ủy ban văn hóa của Taliban, Amadullah Wasif cho biết thể ta không được coi là cần thiết đối với phụ nữ Afghanistan tôi không nghĩ rằng phụ nữ được phép chơi cricket là bóng gậy vì điều này không cần thiết trong môn cricket phụ nữ có thể gặp phải tình huống để lộ mặt và cơ thể hồi giáo không cho phép phụ nữ như vậy ông quasim nói đây là kỷ nguyên của truyền thông do vậy sẽ có hình ảnh và video sau đó mọi người sẽ xem lại hồi giáo và tiểu vương quốc hồi giáo afghanistan không cho phép phụ nữ chơi cricket hoặc các môn thể thao để lộ cơ thể quan chức taliban cho biết thêm các quan chức trong hội đồng cricket afghanistan cho biết họ chưa được chính thức thông báo về số phận của môn cricket nữ Song chương trình đào tạo dành cho trẻ em gái của hội đồng này đã bị đình chỉ. Những phụ nữ chơi thể thao, bao gồm vận động viên cricket, cũng đã phải lần trốn kể từ khi Taliban lên nắm quyền, trong bối cảnh lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút khỏi Afghanistan. Một số phụ nữ cho biết, họ bị các chiến binh Taliban đe dọa sử dụng bạo lực nếu bắt gặp chơi thể thao. Tuyên bố cấm phụ nữ chơi thể thao được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, quan điểm của Taliban đối với phụ nữ không thay đổi đáng kể so với khi lực lượng này nắm quyền vào giai đoạn 1996-2001. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết ít nhất một phụ nữ đã thiệt mạng và hàng chục người khác được cho là mất tích sau khi hai tàu thủy chở khách, mỗi tàu chở đến 90 người va chạm trên sông Brahmaputra, miền đông bắc nước này, trong ngày 8 tháng 9 khiến một tàu bị lật. Tàu chở khách bằng gỗ khởi hành từ Nimatigat, thuộc quận Johat, bang Assam, đã bị lật ngay sau khi va chạm với một tàu ngược chiều. Cảnh sát cho biết, thông tin điều tra ban đầu cho biết, trên tàu này có khoảng từ 80 đến 90 người và hiện các thợ lặn đang tìm kiếm những người mất tích. Theo nguồn tin này, Nguyên nhân khiến hai tàu đâm vào nhau có thể là do một số sai sót trong việc trao đổi liên lạc. Đến đêm 8 tháng 9, lực lượng chức năng Ấn Độ đã cứu được 45 người, nhưng một người trong số đó đã chết sau đó. Hiện chưa rõ số người bị thương trong vụ việc trên. Trong khi đó, ở tàu chở khách còn lại không có ai bị thương. Sau gần một thập kỷ mất quyền kiểm soát, quân đội Syria đã tiến vào Dara Abalat, nơi khai sinh cuộc đổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Theo tin Reuters, các đơn vị quân đội đã thiết lập ít nhất 9 trạm kiểm soát trên khắp thành phố theo thỏa thuận do Nga làm trung gian giữa quân chính phủ và phiến quân vừa đạt được trong tuần này. Những cuộc thương lượng trước đó để kết thúc trong bất đồng liên quan đến mức độ kiểm soát của quân đội cho khu vực và việc giải pháp phiến quân. Chính phủ Syria cho biết cơ quan quản lý nhà nước cuối cùng đã được thiết lập để khôi phục trật tự và an ninh ở al Ambalat, nơi từng diễn ra cuộc biểu tình đầu tiên phản đối chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad vào năm 2011 trước khi tình trạng bất ổn gia tăng và bùng nổ thành nội chiến. Quân đội Israel ngày 8 tháng 9 thông báo đã triển khai thêm lực lượng tới khu vực bờ Tây chiếm đóng nhằm truy lùng 6 tù nhân Palestine đã vượt ngục 3 ngày qua, cũng như ngăn chặn nguy cơ xảy ra bạo lực. Thông báo của quân đội Israel nêu rõ đã quyết định kéo dài thời gian đóng cửa bờ Tây và Gaza cho đến nửa đêm ngày 11 tháng 9, thay vì nửa đêm ngày 8 tháng 9 như kế hoạch ban đầu. Sau đó, quân đội sẽ đưa ra các động thái tiếp theo phụ thuộc vào việc đánh giá tình hình. Các cửa khẩu vận chuyển hàng hóa cho giải Gaza và bờ Tây được mở như kế hoạch trong ngày 8 tháng 9. Cũng theo tuyên bố trên, Tổng tham mưu trưởng Avi Kohavi đã quyết định hỗ trợ thêm cho lực lượng phòng vệ Israel IDF nhằm giúp bắt giữ các thủ nhân an ninh vượt ngục cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố cho khu vực. Theo hãng tin AFP, ngay trong ngày 8 tháng 9, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều khu vực ở bờ Tây. Ở Nablus, nhiều thanh niên đã đối đầu với các lực lượng an ninh Israel. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, ít nhất 60 người biểu tình đã bị thương do đạn hơi cay gần Nablus. Chủ tịch Tòa án tối cao Liên bang Brazil, Luiz Fux, đã phản đối những phát biểu của Tổng thống nước này. Jair Bolsonaro trước đó một ngày, đồng thời tuyên bố không nhà lãnh đạo nào có quyền đóng cửa cơ quan tư pháp tối cao này. Ông Fuchs khẳng định, tòa án tối cao Liên bang không bao giờ chấp nhận những đe dọa nhằm vào tính độc lập, cũng như việc thực hiện các chức năng của mình, và sẽ tiếp tục đứng vững bằng sự kiên trì, minh bạch và công bằng. Trước đó, trong bài phát biểu trước những người ủng hộ, nhân ngày độc lập của Brazil, Tổng thống Bolsonaro đã kêu gọi những người ủng hộ ở nhiều thành phố trên cả nước xuống đường biểu tình, bày tỏ quan điểm và đưa ra tối hậu thư trong cuộc đối đầu giữa chính phủ với các cơ quan tư pháp và lập pháp. Ông cũng chỉ trích quyết định của thẩm phán Alexandre de Mores về việc điều tra nhà lãnh đạo này về việc phát tán thông tin gây ảnh hưởng tới nền dân chủ. Cuộc điều tra này có nguy cơ đưa ông Bolsonaro tới một phiên luận tội trước Quốc hội Brazil. Ngày 9 tháng 9, truyền thông Hàn Quốc và quốc tế đưa tin Triều Tiên đã tổ chức duyệt binh trong đêm để chào mừng quốc khánh nước này. Hãng thông tấn Yonhap và báo Japan Times cho biết cuộc duyệt binh đã diễn ra tại Bình Nhưỡng ngày 9 tháng 9, trong khi trang mạng NK News dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ sự kiện này được tổ chức vào nửa đêm để kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 9 tháng 9. Yonhap cho hay, thông tin trên do truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải. Theo NK News, tối một mùng 8 tháng 9, đám đông đã tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh. Các tuyến đường đã được phong tỏa, không có phương tiện qua lại. Nguồn tin cũng cho biết, pháo hoa đã xuất hiện trên bầu trời thủ đô vào lúc nửa đêm mùng 8 tháng 9, sau đó lặp lại vào lúc 1 giờ sáng mùng 9 tháng 9, cho thấy khả năng cuộc duyệt binh đã diễn ra vào lúc khoảng 10 giờ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận Chủ tịch Kim Jong-un đã tham dự sự kiện này, sau không có bài phát biểu như mọi lần. Thay vào đó, người phát biểu tại lễ duyệt binh năm nay là trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Ri In-wan. KCNA cũng không đề cập đến các loại vũ khí chiến lược xuất hiện trong lễ duyệt binh, và cuộc duyệt binh năm nay cũng quy mô nhỏ hơn, mang tính đối nội nhiều hơn và chỉ kéo dài khoảng 1 giờ. Thông tin tiếp theo cũng liên quan đến tình hình Triều Tiên. Quốc gia này vừa bị cấm tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh trong năm tới. Đây là hình phạt của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đối với việc Triều Tiên bỏ qua kỳ Olympic Tokyo 2020. Chủ tịch IOC Thomas Bach ngày 8 tháng 9 cho biết, cơ quan này đã đình chỉ ủy ban Olympic Triều Tiên do đối phương quyết định không tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo. Quyết định có hiệu lực đến cuối năm 2022, đồng nghĩa với việc Triều Tiên không có cơ hội giữ Olympic mùa đông 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 22 tháng 2 năm 2022 tại Bắc Kinh. IOC cho biết, Ủy ban Olympic Triều Tiên là Ủy ban Olympic Quốc gia duy nhất không tham dự Thế vận hội Tokyo. Triều Tiên hồi tháng 4 thông báo không tham dự Thế vận hội Tokyo, viện dẫn lý do cần bảo vệ các vận động viên nước này khỏi đại dịch COVID-19. Theo ông Bach, Triều Tiên là bên đã vi phạm hiến trương Olympic, không thực hiện nghĩa vụ của một thành viên được quy định trong hiến trương. Trong thời gian bị đình chỉ, Ủy ban Olympic Triều Tiên sẽ không được hưởng bất kỳ hỗ trợ hay chương trình nào từ IOC. Bản tin Thế giới 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị cũng đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để không bao giờ bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tình hình quốc tế. Và cũng đừng quên để lại bình luận của mình về những vấn đề mà quý vị và các bạn mong muốn chúng tôi đề cập tới trong những video tiếp theo. Bản tin thế giới 24 giờ sẽ trở lại vào 6 giờ sáng mai trên kênh YouTube Vnews. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.